Hello, chào mọi người nhé. Video này mình quay lại cái sửa máy giặt tại nhà. Cái máy giặt Toshiba đồng đứng. Cái mã là A800 mọi người này. Mình gọi là Toshiba 800. Đối với cái máy này thì như khách báo thì máy nó không có vắt mọi người. Còn giặt bình thường không có vắt. Mình mới tới thì mới kiểm tra thì thấy tình trạng là mình thử thì thấy nó vẫn có vắt khi không có đồ, nhưng nó không quay được, và nó quay được vài vòng nó dừng lại. Thì mình nhìn sơ qua thì mình thấy cái lồng giặt nó nghiêng về bên này mọi người. Nó nghiêng về bên này quá là nhiều, ở trong khi cái nền nhà người ta thì khá là bằng phẳng, thì vì nền xây người ta cân chỉnh lên, nó chỉ hơi nghiêng dốc về một tí về trước cho nước ra ngoài thôi, nước cứ xuôi ra ngoài thôi. Còn cái máy thì không có rung lắc gì, nhưng mà mình nhìn sơ qua thấy cái lồng giặt nó nghiêng về bên này, nó nghiêng hẳn về bên này luôn. Đây là cái tình trạng nghiêng lồng giặt mà nhiều máy giặt cũ hay gặp phải. Khi nghiêng lồng giặt này thì máy nó vắt, có đồ vào nó vắt thì nó sinh ra cái lực ly tâm nó cao. Nghĩa là cái tâm ở giữa nó cứ đánh về xung quanh này, cái lồng nó sẽ đánh về xung quanh này mạnh. Khi đánh về xung quanh mạnh thì ở đây nó có cái công tắc, gọi là công tắc lồng giặt, thì nó làm công tắc này nhả ra thì máy nó sẽ cảm nhận được công tắc này bị va đập mạnh quá, thì máy nó sẽ cái này nhả ra thì máy nó sẽ cho dừng lại, nó không giặt nữa. Thì bình thường cái này luôn luôn đóng, có nghĩa là cái đường điện này thông với nhau, hai cái chân điện này thông với nhau. Khi cái lồng giặt này mà nó va đập ở đây có một cái chốt thẳng xuống dưới thì cái lồng này đập về phía sau thì nó bị nhả ra. Cái này hay bị máy giặt dân dụng như chỗ mình trong thôn gặp đi gặp lại suốt ngày. Tiện đây mình quay lại cái này luôn. Cái này căn bản nó thì bây giờ mình làm sao làm cho cái lồng nó không nghiêng về bên này nữa thôi. Bây giờ mình tháo mình kiểm tra. Cái này bây giờ đều rồi mọi người này. Cái này cách làm của mình lúc mình khi làm mình không quay video được, tại vì nó không có người quay video cho mình. Bản thân là ở cái lồng này nó hơi nghiêng về phía trước, tại vì cái phía trước nó thấp hơn. Còn nó cân bằng sang hai bên là cân bằng rồi. Cách làm của mình như mình làm vừa nãy là mình đảo chiều hai cái que tia nhún sang hai bên. Bản thân cái lồng này nó nghiêng bên này nhiều hơn, đảo cái que tia nhún này xong mình đóng ngược hai que này rồi. Lại là mình thử thấy được rồi, máy nó vắt được rồi, mình thử giặt từ nãy giờ rồi. Cái này mình có vệ sinh thêm cái lọc rác bên trong cái chỗ cái phớt xả rác, nó bám kẹt rác như nhiều. Với cái máy này thì nguyên nhân là do chủ nhà để nghiêng hơi nhiều nha mọi người. Cái nền gạch này mình để ý là nó bị dốc ra trước hơi nhiều, chắc phải 5 phân ấy. Khi để nghiêng như vậy thì một thời gian, để lâu như vậy một thời gian sau á, thì cái máy giặt nó theo cái quán tính là nghiêng về phía trước, lúc nào lồng cũng nghiêng phía trước, thì cái lực chịu nhiệt, cái lồng giặt nó chịu lực về phía trước nhiều hơn, thì đâm ra cái tia nhún đó mà để treo cái lồng giặt này thì nó chịu lực nhiều hơn nên là nó yếu nhanh hơn. Để khắc phục tình trạng này thì nhiều người thấy nó hay kê máy giặt nó không cân bằng thì để ý này, kê bằng lại thì nó tốt hơn, nó máy giặt nó bền hơn, nó đỡ rung lắc hơn, đỡ kêu hơn, ồn hơn, và thậm chí là nó sử dụng được lâu hơn nữa. Như cái này thì chỉ cần kê hai cái phía trước là được thôi. Cái này mình chưa có kê, nhưng mà tí nữa mình kê sau thì mình nói luôn là làm kê hai phía trước này cho cao bằng, mình sẽ bằng nhau được. Còn một cái điều này nữa là nhiều người cũng hay mắc phải khi mà sử dụng máy giặt này. Thường thường thì cái ống xả này bao giờ là đi từ cao xuống thấp. Đối với máy giặt lồng đứng thì bao giờ ống xả nó đi từ cao xuống thấp. Và cái này thì chủ nhà có làm cái ống nước thoát này nó hơi nhô cao lên đó, đâm ra cái ống kia nó vòng lên rồi nó mới xuống. Sinh ra là khi mà nước thì không sao, nhưng mà cái rác bẩn, cặn bẩn á, lâu ngày cái phèn đất cát trong đồ giặt nó ra thì nó hay bị đọng ở chỗ thấp kia đó, và nó không đi ra chỗ này và nó tắc ngay đó, thì đâm ra nước khi mà xả nước nó trôi, nó xả nước, chỉ nước đi thôi và rác ở lại, và lâu ngày nó tắc ở đó luôn, nước mình xả nước nó không ra nữa. Thì cái này mình phải thông một đống luôn này, đây này, đó là cái bẩn đó, thông một đống thì nó mới hết. Cái này dùng như này được một thời gian là lại phải thông tiếp, thì cái này mình có nói chủ nhà đó bẩn kìa, mọi người thấy không, rất là nhiều. Cái trường hợp này mình thấy nhiều nhà dân sử dụng hay bị này, thì thông thường nếu mà gặp tình trạng này thì một là mình cắt cái kia cho nó xuống thấp, hoặc là mình đôn cái chân đế này lên cao, mua cái kệ đế chân cho nó lên cao, làm sao nó nước nó ít nhất là nó phải bằng, nó không được dốc lên như vậy, nên là chảy từ cao xuống thấp. Đối với máy giặt lồng ngang thì nó có một cái bộ xả nước thải riêng, và bơm sẽ là bơm xả ra ngoài, không như cái này. Như cái này là bơm, như cái này là không có bơm mà chỉ có một cái cục kéo xả thôi, kéo phớt xả ra thôi. Còn cái máy giặt lồng ngang là nó có một cái bơm xả trực tiếp để hút nước ra ngoài, và cái chỗ lọc rác của nó thường thường nằm phía trước này riêng, nó không phải gặp cái tình trạng như này. Ống bao giờ nó đi vòng lên cao thoải mái cũng được, nhưng mà cái này thì vòng lên thì không tốt cho mọi người. Ok, cách xử lý của mình là như vậy, thì mình đã làm thành công ok rồi.
giặt ok rồi, nó không đánh lồng nữa. Còn cái vấn đề phớt xạ này thì mọi người nhiều người mình thấy hay bị này, tiện đây mình quay luôn. Ok, cảm ơn mọi người xem video, chào mọi người.